nằm ven theo tuyến đường Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp, hướng về phía bán đảo Sơn Trà. Bãi biển Thọ Quang mở ra trong mắt du khách hình bóng của một làng chài xa xưa và không khí của một thành phố du lịch sở hữu một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh. Rất vui được gặp gỡ quý vị và các bạn trong chương trình 360 độ du lịch Đà Nẵng. Thưa quý vị, chúng ta vừa bước vào những ngày hè đầy nắng và gió nhưng cũng đầy năng lượng và sự tươi trẻ. Và đến Đà Nẵng vào những ngày hè thì làm sao chúng ta có thể bỏ lỡ những bãi biển uốn quanh bán đảo Sơn Trà với một màu xanh biếc và sóng vỗ rì rào. Không những vậy, biển cả còn là một người mẹ hiền, giang tay bao bọc, che chở và nuôi dưỡng những người con thân yêu của mình. Và có lẽ hơn ai hết thì những người dân sống tại khu vực bãi biển Thọ Quang là những người đã gắn bó và hiểu rõ nhất về vẻ đẹp tiềm ẩn của đại dương bao la. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Vi Trâm và Quang Tuấn khám phá vẻ đẹp của biển Thọ Quang quý vị nhé. Buổi chiều sau giờ tan tầm có lẽ là thời điểm hút khách nhất của bãi biển Thọ Quang bởi lượng người đổ về đây tắm biển ngày càng đông. Một trong những nét đặc sắc khó cưỡng của bãi biển Thọ Quang có lẽ là hàng dừa xanh mướt êm ru, điểm xuyết những chiếc thuyền thúng và ngư lưới cụ mang phong vị thời gian của ngư dân quanh vùng trên nền bãi cát dài mịn màng và bờ biển xanh mát. Nơi đây vừa mang một nét đẹp rất là tươi trẻ của một thành phố rất là năng động, vừa vương vấn cái phong vị yên ả của một làng chài xưa. Đó là những gì mà Vi Trâm cảm nhận được khi đến với bãi biển Thọ Quang này đó Tuấn. Còn đối với Tuấn thì đây cũng là một cái cơ hội đặc biệt để mình nhìn ngược lại thành phố, những cái tòa nhà khi mà lên đèn ở một góc rộng bao la như thế này, và đặc biệt là có thể ghi lại những khoảnh khắc đẹp của thành phố Đà Nẵng khi mà hoàng hôn buông xuống. Thưa quý vị, sau một hồi đi dạo thì bây giờ Vi Trâm và Quang Tuấn muốn giới thiệu cho quý vị một địa điểm check-in rất là độc đáo, nằm ngay cạnh bãi biển Thọ Quang đó quý vị. Đó là một ngọn hải đăng cũ đang nằm nghiêng đổ, tuy nhiên thì qua ống kính của nhiều người đã cho ra đời những bức ảnh đẹp một cách xuất thần. Cách trung tâm thành phố chưa đầy 15 km, đây chắc hẳn là một nơi có thể trở thành địa điểm bí mật dành cho những ai yêu thích sự tĩnh lặng. Hải đăng đắm là tên thường gọi cho cuộc phao biên bỏ hoang nằm dọc trên con đường dẫn đến chùa Linh Ứng ngay gần chân núi Sơn Trà. Tuy cuộc phao biên đã bỏ hoang từ rất lâu nhưng lại mang một giá trị cổ điển hết sức dễ chịu, nằm trong trên giữa những tảng đá và đại dương xanh biếc. Hoàng hôn buông khi màn đêm dần đến, đứng trên bậc cuộc phao biên được hít hà cái vị biển mặn mà, cảm nhận cả đại dương mênh mông sóng đánh dập dềnh dưới chân và ánh sáng lung linh của thành phố từ phía xa. Đến đây để xả đi mọi căng thẳng, ghi lại những bộ ảnh đẹp hay là những ký ức khó quên, để rồi khi trở về, mỗi sáng thức dậy trong ta sẽ là một đường ban mây vàng và vẫn là một ngày rất mới.